kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, do không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu và biến tính, nên từ đêm nay và sáng ngày mai thì mưa nhỏ sẽ xuất hiện trở lại ở tại khu vực Bắc Bộ. Trong đó vùng mưa tập trung chính ở các tỉnh như là ở tại khu vực Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng là từ 13 đến 15 độ, vùng núi chỉ từ 7 cho đến 9 độ C. Tới trưa và chiều mai trời vẫn phổ biến là nhiều mây, tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất xung quanh ngưỡng là từ 17 đến 19 độ, còn ở khu vực Tây Bắc thì nhiệt độ cao hơn khoảng từ 3 đến 4 độ. Thưa bà con, hiện nay thì bắp cải đang là cây rau màu chính tại miền Bắc. Tuy nhiên, với thời tiết mưa trong những ngày sắp tới sẽ là điều kiện thuận lợi cho bệnh thối nhũn hại bắp cải phát triển. Để phòng trừ bệnh, bà con có thể áp dụng một số biện pháp như sau. Thứ nhất là sử dụng phân chuồng hoai mục. Khi vun sới thì không nên cuốc quá sâu, tránh va chạm nhiều vào gốc cây, diệt trừ các loại côn trùng có thể truyền bệnh. Khi tưới nước thì nên tưới vào gốc cây hoặc là tưới vào rãnh. Với cây bị bệnh thối nhũn thì cần nhổ bỏ và tiêu hủy để ngăn lây lan sang những cây khác. Và trong trường hợp cần thiết, cần phải sử dụng những loại thuốc phòng trừ bệnh theo hướng dẫn. Trở lại với thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của đới gió đông nên mưa sẽ xuất hiện rải rác ở tại khu vực. Ngoài ra, ở tại khu vực Bắc Trung Bộ còn kèm theo tình trạng là sương mù vào thời điểm đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở phía Bắc khu vực là từ 18 đến 20 độ. Còn với các tỉnh ở tại khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ sẽ là từ 19 đến 21 độ. Trở xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì không chỉ ngày mai mà trong những ngày tới, trời khô ráo không mưa và có nắng. Và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tại khu vực Tây Nguyên là từ 27 đến 29 độ, với Nam Bộ dao động từ 30 đến 32 độ. Một số nơi thuộc khu vực phía Đông Nam Bộ như là ở tại khu vực Bình Phước hay là thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ban trưa có thể đạt trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Tiếp theo bản tin thời tiết ngày hôm nay, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Ở tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Ở khu vực phía Đông, khu Tây Bắc thì trưa chiều trời nắng nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 24 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, tập trung nhiều ở vùng ven biển phía Đông và gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất là từ 12 đến 15 độ, vùng núi là từ 7 đến 9 độ và có nơi còn thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực từ 17 đến 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 17 đến 20 độ, phía Nam là từ 19 cho đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phần phía Bắc thì nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa và ngày nắng. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, phần phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc là từ 17 đến 19 độ, phía Nam là từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là từ 22 đến 25 độ, phía Nam là từ 27 cho đến 30 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực là từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất ở khu vực từ 26 đến 29 độ. Thưa bà con, vú sữa là loại cây ăn trái được trồng khá phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài phẩm chất ngon được nhiều người tiêu dùng ưa thích thì vú sữa còn là loại trái cây có khả năng xuất khẩu. Tuy nhiên, vú sữa thường bị sâu đục trái gây hại rất mạnh, làm ảnh hưởng đến năng suất và giảm giá trị thương phẩm của trái. Vì vậy, để phòng trừ sâu đục trái, bà con tại các nhà vườn có thể áp dụng một số biện pháp như sau. Thứ nhất là cần phải định kỳ tỉa bỏ những cành già, tạo cho vườn luôn thông thoáng và hạn chế nơi trú ẩn của sâu. Thường xuyên kiểm tra và thu gom những trái đang bị sâu hại trên cây đem tiêu hủy. Cũng cần phải tưới nước cho cây bằng máy với áp suất mạnh để làm giảm đáng kể mật độ sâu. Dùng túi ni lông để bọc trái, ngừa sự xâm nhập của sâu. Và nuôi kiến vàng có tác dụng là làm hạn chế những tác hại của sâu. Khi phát hiện bướm vào vườn đẻ trứng hoặc là sâu nhỏ ở bên ngoài trái, bà con nên tiến hành phun thuốc vi sinh theo hướng dẫn để trừ sâu hại. Trở lại với dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại khu vực Nam Bộ. Ở tại đây thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những bản tin tiếp theo.